Chào anh chị nhá. Chào anh chị quay lại với kênh tiếng Anh Grabby. Như thường lệ thôi, anh chị hãy nhớ bấm bên dưới đăng ký để theo dõi những clip liên quan đến ngoại ngữ tiếp theo. Thì vào chủ đề luôn, hôm nay chủ đề sẽ là không có gọi là không phải là con nhà nòi hoặc là không có điều kiện mà tự học tiếng Anh được thì mới là đáng nể. Đấy, cái chủ đề hôm nay sẽ là như vậy. Không phải con nhà nòi, không có điều kiện kinh tế mà tự học được tiếng Anh, cái điều đó những người như vậy tôi mới đáng để. Thì thực ra thì nếu mà chị xem YouTube ấy, thì là những người làm về tiếng Anh ấy, anh chị để ý ấy, những người giỏi nhất về tiếng Anh về bằng cấp hay là về giao tiếp chẳng hạn, anh chị để ý mà xem, họ sẽ không, thứ nhất là không phải là, thứ nhất họ sẽ là con nhà nòi, có nghĩa là gì, bố mẹ là thầy giáo tiếng Anh hoặc là bố mẹ là người rất là giỏi tiếng Anh, hoặc là thứ hai là gì, thứ hai là những người bạn đó thì thường thường nhé, gần như là họ, nhà họ có điều kiện kinh tế khá là, định hướng cho con cái học tiếng Anh như thế này, cho học trung tâm như thế này, cho học trường quốc tế như thế này. Đấy, thế cho nên là những cái bạn nào rơi vào cái trường hợp mà giỏi tiếng Anh như vậy thì nó chỉ là cái điều hết sức bình thường thôi, nó chỉ là cái điều hết sức tự nhiên. Ví dụ như chúng ta nói tiếng Việt như này, đấy, ví dụ tôi là người Việt, tôi được sinh ra bố mẹ trường lớp dạy bảo bằng tiếng Việt, thì bây giờ tôi cũng nói được tiếng Việt và tôi cũng viết sách được bằng tiếng Việt, đấy, bằng tiếng Việt đấy. Thế cho nên là những cái bạn nào mà có cái điều kiện gia đình hoặc là con nhà nòi nói giỏi tiếng Anh, giỏi tiếng Anh về giao tiếp, giỏi tiếng Anh về bằng cấp, có một điểm số rất là cao, thì đấy là chuyện hết sức tự nhiên, hết sức bình thường, nó chả có gì đặc biệt cả, chả có gì độc đáo cả. Còn tôi muốn nhấn mạnh cái video này là tôi rất là nể và tôn trọng và là khâm phục những người mà không có điều kiện gia đình, điều kiện gia đình không có này, không phải con nhà nòi mà tự nỗ lực và kỷ luật tự học được tiếng Anh để có một cái bằng cấp nào đó hoặc là để giao tiếp được tiếng Anh, những người đó, những nhân vật đó tôi mới đáng thực sự là khâm phục. Đấy, thế còn đấy thì thực ra thì tôi nói cái điều này nó không phải mang tính chất so sánh nữa, nhưng mà thực ra thì cái thời gian mà tôi lên phố ấy, tôi đã gặp những cái từng tâm sự với những bạn trẻ nhá, bạn trẻ gọi là cũng từ quê như tôi cũng được quê lên thôi, chính vì ở quê lên nhà không có điều kiện, quê nghèo, thế cho nên là tôi thích hợp với cả những trường hợp như vậy hơn. Những cái trường hợp là gì, những cái nhân vật là tự nỗ lực, tự cố gắng, tự kỷ luật bản thân để học tiếng Anh, để học ngoại ngữ. Thì tôi cũng tâm sự có những bạn tự học cũng có bằng khoảng 7.5 IELTS, còn 8 chấm thì tôi không dám nói, 8 chấm thì thuộc hệ học rất là lâu và là có điều kiện hoặc là được đi Mỹ, đi Úc rồi anh chị ạ, gần như là vậy, gần như là được đi nước ngoài rồi. Tất nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ, nhưng mà gần như đa số cái tầm 8.5 trở lên là kiểu gì là điều kiện gia đình có, hoặc là con nhà nòi, hoặc là được đi nước nọ nước kia rồi, được đi nước nọ nước trai rồi. Chứ còn những cái người mà tầm 7.5 tự học này có anh chị nhá, cái những cái bạn mà tự học mà không phải con nhà nòi, cũng chẳng điều kiện kinh tế không khá rẻ gì mấy. Đấy, những bạn như thế tôi đã từng được nói chuyện, từng tâm sự và tôi rất là nể. Chứ còn để mà tự học lên 8 chấm thì cực kỳ là, gần như là cực kỳ là khó khăn, rất là hiếm anh chị ạ, nó chỉ là đến được đầu ngón tay ở Việt Nam, tự học khó lắm, để cái bằng cấp nào đó. Nhưng mà những người 7.5 IELTS là tôi đã từng tâm sự là có tự học, gia đình không khá rẻ, không chả có ai gọi là, bố mẹ cũng không phải là thầy giáo dạy tiếng Anh, bố mẹ cũng chẳng phải tiếng Anh. Đấy, những người như vậy tôi mới thực sự là đáng nể, đáng khâm phục. Chứ còn những cái trường hợp mà có điều kiện được định hướng thì nó chỉ là hết sức, đó chỉ là một điều hết sức tự nhiên thôi, điều hết sức tự nhiên. Nếu mà so sánh ra ấy, nếu mà anh chị để ý, có một cái cô bé 4 tuổi người Nga, 4 tuổi người Nga nói 7 thứ tiếng, mẹ, bố mẹ nó định hướng cho, thứ nhất là con nhà nòi rồi, đúng rồi, vì bản chất mẹ cũng nói được 3-4 thứ tiếng rồi, nhưng mà định hướng và thuê những người giúp việc, là thuê những thầy giáo cô giáo ngoại ngữ để về dạy ngoại ngữ cho cô bé Bella này, 4 tuổi nói 7 thứ tiếng đấy. Nếu mà đã tầm khả tầm so sánh thì tầm so sánh những tầm như vậy, 4 tuổi 7 thứ tiếng. Chứ còn mấy tuổi mà 1-2 thứ tiếng hay là 20-30 tuổi nói được 2-3 thứ tiếng, đấy là chuyện hết sức bình thường anh chị nhá, hết sức tự nhiên, là không có một cái gì đặc biệt đối với tôi cả.
nó chỉ đặc biệt đối với những người nói được 1-2 thứ tiếng thôi, hoặc là đối với những người mà chưa thấy có cái tiếng Anh hay tiếng gì là quá là cao siêu thôi. Nhưng mà đối với những hệ mà nó học đa ngoại ngữ, sử dụng đa ngoại ngữ thì đấy tôi chẳng có gì ấn tượng, chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì ấn tượng cả. Thì tôi chỉ khâm phục những người mà chẳng có hoàn cảnh, chẳng có điều kiện gì, bố mẹ chẳng có gì, bố mẹ cũng chẳng phải là dân trí thức mà tự học được, tự nỗ lực, tự kỷ luật bản thân được. Người đó, những nhân vật đó tôi mới rất là đáng nể. Có những anh chị nhá, có những người bạn của tôi như vậy, tôi gặp phải gì khốn khổ mà đến thời điểm này tôi vẫn chơi đến thời điểm này. Anh chị nhá, tôi không nói bản thân tôi đâu, bản thân tôi thì là tôi viết hết trong sách rồi, tôi không nói bản thân tôi, tôi chỉ nói mang tính chất là nói về nhân vật khác thôi. Đấy anh chị nhá. Thế còn anh chị để ý, nếu mà xem YouTube bây giờ cỡ tầm trẻ con hay người lớn, trẻ con thì cả trẻ con nói 2-3 thứ tiếng đầy. Anh chị nhá, anh chị lên YouTube tìm, nước Việt thì ít thôi nhưng mà nước ngoài nó đầy, nước ngoài rất là nhiều, nước Việt thì là ít và mà có thể là có nhưng mà người ta không làm về YouTube, nhưng mà cỡ tầm 4, 5, 6, 10 tuổi mà nói được 2-3-4 thứ tiếng thì có anh chị nhá, nước ngoài rất là nhiều, không thiếu, 7 thứ tiếng có, 4 tuổi 7 thứ tiếng cơ mà. Đấy. Thế còn bây giờ cỡ mà lớn ý, cỡ khoảng mấy chục tuổi ý, thì khoảng 2-3 thứ tiếng là quá rồi, có người nói được khoảng 20-30 thứ tiếng anh chị nhá, nói rất là hay, rất là giỏi đấy. Nhưng mà giỏi mình phải công nhận là giỏi, giỏi hơn mình thì mình phải học hỏi, lắng nghe, thấy hay mình tham khảo áp dụng. Có những người nói được 20-30 thứ tiếng thì trên thế giới có đấy, có, mà những người đó thì thường rơi vào dân châu Âu nhiều hơn. Để ý mà sao, anh chị để ý đi xem, những người mà nói được nhiều thứ tiếng ấy, đa số nhá, không phải tất cả nhưng mà đa số, cái dân mà nói được đa thứ tiếng ấy, đa ngoại ngữ, đa số thì thường rơi vào dân châu Âu nhiều, vì bên đấy đi lại nó dễ, đi lại từ nước nọ sang nước kia nó dễ. Thế cho nên là khả năng mà người ta đi chơi hay là người ta đi học hay là người ta đi giao tiếp, đi giao lưu, đi thực tế ngoại ngữ thì nó rất là dễ. Đấy. Thế còn người châu Á thì khả năng có, cũng có, bây giờ thì càng ngày càng nhiều rồi. Nhưng mà nếu mà soi mặt bằng số lượng, tôi cũng hay xem, mà tôi là người học đa ngoại ngữ thì tôi cũng hay xem. Nhưng mà về mặt bằng số lượng thì dân châu Âu, tầm dân đa ngoại ngữ bên đó họ nhiều hơn nhiều. Mặt bằng chung châu Á thì có thể về sau, mà bây giờ châu Âu vẫn theo tôi nghiên cứu đánh giá và xem thống kê thì bên châu Âu thì họ vẫn là nhiều dân đa ngoại ngữ nhất, có thể nói được đa thứ tiếng, nhiều tiếng cùng lúc, mà người ta nói giỏi không phải nói mọi người cho biết đâu, nói cho vui, nói giỏi đấy. Đấy, hôm nay làm video vui vui này, không có điều gì, không phải qua nhà nòi, mà không phải là thuộc cái diện là điều kiện gia đình có, mà tự học được ngoại ngữ. Những nhân vật đó thì tôi mới thực sự là để nể ở trong cái phạm vi học ngoại ngữ anh chị nha. Đấy.